Như bài tập hôm trước thì chúng ta đã có một function để nhập thông tin người dùng. Chúng ta đã làm ok rồi. Việc tiếp theo chúng ta cần tạo một function để hiển thị danh sách người dùng đó. Để tạo một function mới, chúng ta thực hiện các bước như sau này. Chúng ta truy cập thư mục module này, tên module của mình này, thư mục admin, tạo một file của PHP. Ở đây chúng ta copy luôn file main, đặt tên là need.php. Rồi need.php, rồi xóa những cái phần không cần dùng đi, để lại hai cái phần hiển thị thôi. Sau khi có file PHP, chúng ta cần khai báo một file TBN. Tiếp tục vào theme admin default module, tên module của mình simple, cũng copy từ main hoặc config đi. Rồi đặt tên là need.tbn, rồi mở nó ra. Ở đây nó đang là cái một cái form, chúng ta xóa nó đi. Chúng ta cần tạo bảng để hiển thị danh sách thành viên. Sau khi chúng ta có file TPP, đây file PHP và file TBN, chúng ta cần khai báo nó trong admin function, admin.function.php, trong cái biến là allow function. Cần khai báo nó trong đây để cái website của chúng ta cho phép function này được hoạt động. Nó khai báo nó trong cái biến allow function để nó hiển thị được cái submenu của thư mục sample này, chẳng hạn như cấu hình này. Một thêm một cái function nữa ở đây, cái menu ở đây là danh sách website, là danh sách thành viên, thì chúng ta thêm vào mục file admin menu này thêm một submenu nữa là need. Rồi nam module là need, chúng ta tạo nam module đây, chúng ta cần khai báo nó trong file admin.vi. Đây nam module need danh sách thành viên. Rồi tiếp theo chúng ta test thử, đó kết quả danh sách thành viên đã được hiển thị. Hiện tại danh sách thành viên này HTML, chúng ta xem PP này đang loát main.tbn, chúng ta cần sửa lại nó thành need.tbn. Rồi không có cái gì cả vì chúng ta ở đây chưa tạo cái gì cả. Để hiện danh sách thành viên ấy, chúng ta cơ bản chúng ta sẽ tạo dạng bảng và để trực quan và dễ nhìn nhất. Đây mình tạo sẵn luôn. Số thứ tự này, họ tên này, email, số điện thoại này, giới tính này, địa chỉ. Địa chỉ ở đây chúng ta đăng nhập bao gồm chọn tỉnh và chọn huyện. Chúng ta sẽ ghép chuỗi và chúng ta hiển thị ra các chức năng. Chúng ta sẽ tạo hai chức năng là sửa và xóa. Rồi test thử cái giao diện nhé. Ok, chúng ta đã có giao diện. Tiếp tục chúng ta đến phần viết code ở đây. Chúng ta sẽ xem nách toàn bộ dữ liệu ở bảng NV4 VI Sample User ra. Hiện tại mình đã nhập dữ liệu sẵn ba dữ liệu rồi. Công việc chúng ta chỉ việc là xem nách thôi. Đúng không? Biến DB là biến đã được kết nối với cơ sở dữ liệu rồi này, qua PDO này. Chúng ta gọi hẹn reset, SQL reset. Tiếp tục gọi tiếp đến CNX. Chúng
ta để đây xem next sao. Nó select toàn bộ, nó select sao. Tiếp tục. Từ bảng nào dùng tiếng dùng hàm from. Bảng NV4 sample user. Tiếp tục chúng ta sắp xếp nó theo ID đi, gọi đến function order ID ASC DB, gọi đến S SQL để ghép thành câu lệnh SQL. Cái bảng NV4 sample user này chúng ta có thể viết trực tiếp vào đây, nhưng mà chúng sẽ không nên viết như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng các cái hàng được định nghĩa sẵn trong NuGet Việt, chẳng hạn như cái biến NV4 nó sẽ là biến được định nghĩa trong config này. Là biến db config prefix. Đây đúng không? Có thể dùng thay nó bằng biến này. Rồi. Language là vi. Chúng ta có thể thay biến bằng nv nang data. Sample là tên module, chúng ta có thể thay bằng biến module data. Rồi, hai cái biến này cũng có thể được định nghĩa bằng một hàng sẵn trong main file. Nó là cái biến nv prefix nang. Cụ thể nó cần nó bao gồm những gì này: db config prefix nv nang data. Các bạn có thể xem nhiều hơn các cái hàng được định nghĩa sẵn trong main file hoặc trong hàm constant. Đây. Rồi, sau khi có câu lệnh php rồi đúng không? Chúng ta query nó ra. Về gọi câu lệnh query câu SQL này để lấy luôn toàn bộ dữ liệu, chúng ta dùng câu lệnh fit all biến json gọi đến hàm fit all. Rồi nó sẽ trả về một mảng cho chúng ta array tương tự như cái phần hiển thị ngày, tương tự như cái phần hiển thị tỉnh, chúng ta cũng dùng vòng lặp for để hiển thị. Foreign array row này, biến row này, dùng cái tem vật action gọi đến hàm assign để chuyển biến sang này. Hiển thị từng dòng một, chúng ta hiển thị theo khối main.node. Ở bên file tpn
Chúng ta đã khai báo rồi này, khối nốt này bao gồm là qua từng dòng này, chúng ta truyền lần lượt các biến full name, email, phone, address. Rồi chúng ta test thử. Ok, chúng ta đã hiển thị được danh sách thành viên. Các mục chúng ta chưa có này, số thứ tự. Rồi, sẽ tiếp tục chúng ta xử lý số thứ tự nha. Đặt một biến y bằng 1 này. Chạy qua, sau khi chạy hết vòng nạp chúng ta đăng nó lên 1. Gán nó vào biến row. Đặt nó là số thứ tự. Rồi, chuyển biến nó sang row số thứ tự. Đó, chúng ta sẽ đánh được số thứ tự 1, 2, 3 rồi. Tiếp tục giới tính, nó đang ở giá trị 1, 2, 3. Chúng ta cần hiển thị theo tiêu đề nam nữ. Chúng ta xử lý tiếp. Chúng ta đã viết được cái mảng array gender, mảng giới tính ở đây, ở trong cái hàm admin function nó đã khai báo sẵn để chúng ta dùng chung. Chúng ta dùng chung luôn ở phần list và main luôn. Array gender chúng ta sử dụng này. Biến row gender. Mình sẽ kiểm tra not empty. Nếu không có biến này thì chúng ta gán nó vào đây bằng null. Rồi, thử nhá. Ok. Cái tiếp theo tương tự đó là cái tỉnh. Trường dữ liệu tỉnh của chúng ta là cái trường provider. Chúng sẽ đặt một biến là address. Nếu không có sẽ ở đây. Chúng ta đã select sẵn ở trong admin function rồi, thì chúng ta cũng sử dụng lại tương tự với cái array gender thôi, đó là biến array provide. Title. Thử nào. Rồi, địa chỉ Hà Nội. Tương tự như vậy, chúng ta ghép chuỗi cái đoạn row address này vào để chúng ta lấy thêm quận huyện và chúng ta gán vào. Các bạn có thể làm tương tự thêm xã, phường. Rồi, chúng ta đã được danh file function là danh sách thành viên hiển thị đầy đủ rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phát triển tính năng nữa là sửa và xóa. Để sửa được, chúng ta nhìn vào bảng cơ sở liệu, chúng ta có trường ID là khóa chính. Chúng ta sẽ dựa vào cái trường này để kiểm tra xem là chúng ta muốn sửa cái row nào, đúng không? Gắn đường dẫn vào đây. Ta đặt một cái đường link URL exit bằng. Hiện tại ở đây là trong khu vực quản trị, chúng ta sẽ dùng đầu tiên sẽ dùng biến nv bay admin URL, nối chúng ta sẽ nối chuỗi thành một cái đường URL dẫn bay admin URL.
Tiếp chúng ta sẽ đến index.php hỏi chấm này. Đây, copy đường biên đạo giữa đây để chúng ta nhìn nó rõ này. Là viết theo language được định nghĩa là biến này nv nang variable bằng biến vi sẽ là nv nang data nối tiếp dấu và về đến biến tiếp theo là biến lv. Biến lv được định nghĩa là lv name variable bằng tiếp tên module sẽ module name bằng và tiếp theo đến op. Op nghĩa là function của chúng ta đấy. Nv op variable bằng ở đây chúng ta đang viết file insert, viết function insert ở file main. Chúng ta có thể tận dụng cái function này để làm function sửa luôn. Chúng ta chuyển biến nó về main luôn. Rồi tiếp tục và amp chúng ta chuyển biến id. ID là khóa chính của nó, chúng ta sẽ chuyển sang row ID. Rồi file tbn chúng ta sẽ viết sẵn ở đây rồi. Rồi đặt một thẻ A, đặt một bước tương trong cái thẻ A, link là sửa, được chưa? Sửa đây, ta kiểm tra đường link của nó này. Các bạn nhìn xuống dưới góc trái, chúng ta nhìn thấy đường link này, Nuke Việt 4.4.2 admin này, thuộc index này, language bằng vi này, nv bằng sample này, op bằng main và id bằng 1. Rồi tại function này mình đã viết sẵn rồi, nó sẽ lấy loát lại toàn bộ dữ liệu của cái row của id bằng 1 để truyền sang nhập luôn vào các ô input của chúng ta. Chúng ta chỉ việc sửa lại và submit là xong. Để làm được điều đấy này, chúng ta bắt cái biến post.id ở trên này này. Chúng ta post.id bằng get in id. Chúng ta kiểm tra nếu id lớn hơn 0, nó tồn tại id thì sẽ hiện lấy dữ liệu bằng câu lệnh select như bình thường này. SQL bằng select where cái id đó này, có một dữ liệu chúng ta fit luôn ra biến post, đổ dữ liệu đó sang tbn tương tự như cái tính năng insert thôi. Chúng ta cần khai báo thêm một cái thẻ input hidden có name bằng id và có giá trị bằng cái id vừa post sang. Để làm gì? Chúng ta khi chúng ta submit ý, thì chúng ta sẽ truyền thêm cái biến id vào cái các cái param của mình để chúng ta thực hiện insert, chúng ta thực hiện update vào đúng cái row đó. Ở đây chúng ta xử lý tiếp này, trong này khi sau khi submit này, chúng ta kiểm tra nếu id lớn hơn 0, chúng ta viết câu lệnh update
Còn nếu ID ngược lại ID bằng 0, chúng ta viết câu lệnh insert. Cụ thể câu lệnh insert update mình đã viết ở đây rồi. Nếu insert thành công ok, nếu không insert chúng ta sửa lại đoạn này đi. Nếu ID lớn hơn 0 thì đoạn anode của nó sẽ là update ok, nếu không sẽ là update insert ok. Đây là lỗi đi, lỗi không thực hiện được. Rồi cụ thể câu lệnh update và câu lệnh insert ở đây chúng ta viết tương tự nhau thôi, chuyển biến vào rồi chúng ta thực hiện thử lại nhá. Hoàng Văn Tuyên đó. Sau khi update thành công này, chúng ta quay lại kiểm tra này. Như vậy chúng ta đã thực hiện được tính năng sửa một dữ liệu rồi. Tiếp theo là tính năng xóa. Tính năng xóa nó sẽ tương tự tính năng sửa thôi, chúng ta sẽ truyền một cái đường dẫn URL vào đây. Và sau đó chúng ta kiểm tra và chúng ta thực hiện câu lệnh xóa SQL xóa. Trước khi thực hiện một lệnh xóa, chúng ta cần hỏi lại người dùng, xác thực lại người dùng có đồng ý xóa hay không.